Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Royal Family Cuộc Sống Mỹ. Thì hiện tại bây giờ là 8 giờ tối. Hôm nay là cái ngày mà Ngọc với chồng Ngọc lên đường đi Nhật chơi các bạn. Chỉ có hai vợ chồng đi thôi. Chơi ở nhà với bà ngoại để bà ngoại giữ để cho hai vợ chồng. Giống như cái này giống như là từng trăng mặt vậy đó. Xin mời tất cả mọi người cùng xem cái video những ngày mà gia đình Ngọc, hai vợ chồng Ngọc như gia đình. Đúng rồi, hai người đã là gia đình rồi. Vợ chồng Ngọc ở Nhật sẽ mang lại cho tất cả mọi người những video clip mới lạ, những cái món ăn mà hồi nào giờ Ngọc chỉ xem được trên video thôi, Ngọc cũng chưa bao giờ được ăn. Ngọc muốn thử và trải nghiệm tất cả những cái loại thức ăn ở Nhật. Đó là một cái đất nước mà Ngọc lâu rồi Ngọc rất là muốn tới và rất là muốn được trải nghiệm. Ngọc thích đồ Nhật dữ lắm các bạn. Cái gì mà Ngọc thấy đồ Nhật là Ngọc sẽ tin tưởng và Ngọc sẽ mua. Thì xin mời tất cả mọi người cùng theo chân gia đình nha. Đây nè mọi người ơi, thì Ngọc với chồng Ngọc đã tới sân bay rồi, đang đứng trong sân bay đây. Hồi nãy đi từ ở ngoài đi vô gặp rất là nhiều cô chú biết hai vợ chồng luôn. Chuyến máy bay của Ngọc tối hôm nay sẽ là lúc 12:15 khuya, nên là sẽ tới Nhật lúc 8:00 sáng đó. Thì 3:00 mới check in vô hotel thì mình có thể tới cái khách sạn để mình bỏ đồ xong rồi mình bắt đầu đi chơi. Hôm nay là thật sự là một ngày tồi tệ, tại vì hiện tại là Ngọc mới vừa đi nội về xong rồi không biết sao tự nhiên bây giờ bệnh muốn phát sốt luôn các bạn ơi, mệt mỏi quá trời luôn. Nhưng mà hồi nãy Ngọc mới uống thuốc rồi. Hy vọng là một chút nữa sau khi lên máy bay ngủ mấy tiếng đồng hồ thì sẽ tới Nhật thì sẽ cảm thấy khỏe hơn, có đem thuốc theo uống nữa. Thì xin hẹn gặp mọi người ở trong cái chuyến bay này nha. Thì các bạn hồi nãy là ở nhà có ăn cơm rồi mà không biết sao ra đây cũng còn đói bụng nên đi ra mua nó hay hộp xôi ăn nè các bạn. Xôi ở sân bay này là hộp này bán có giá là 116.000 một hộp xôi nè các bạn. Được 3 miếng thịt gà, chút trà bông. Rồi đó. Mà ăn nãy giờ ăn cái vị cũng thấy vừa miệng lắm các bạn, cũng ngon chứ không có tới nỗi nào. Còn đây cái chai nước như này, Ngọc muốn thông báo giá cho các bạn đồ ngoài sân bay á. Chai nước này có giá là 50.000. Đó, là Ngọc mua ở trong một trong những cái quầy đây nè. Đó, ngay chỗ đó đó. Còn mà cái chai nếu mà của hiệu EVN mà của Pháp á, là 100.000 một chai. Hello mọi người ơi, thì hiện tại là Ngọc đang ngồi ở trước cổng sân bay của Narita của Nhật. Thì Ngọc vừa đáp máy bay xuống hồi nãy giờ cũng được cả tiếng đồng hồ đó mà làm rất là nhiều thủ tục luôn, nên là bây giờ mới được ra. Thì từ sân bay mình đi tới khách sạn của Ngọc ở là cỡ khoảng 1:30 để đi xe bus. Thì bây giờ đang ngồi đợi xe bus rồi các bạn, cỡ khoảng chừng 15 phút nữa xe bus sẽ tới. Mình có thể đi bằng tàu lửa, có thể đi bằng taxi, nhưng mà hồi nãy rất là may mắn khi mà Ngọc vừa bước ra cái cổng á, cái có bạn Việt Nam kia kêu chiến ốc. Ngọc khó thông luôn. Ngọc nói ủa đâu bên Nhật ai biết mình mà tiếng Việt nữa chứ. Trời đất ơi em coi chị quá trời luôn. Xong rồi cái Ngọc mới nhờ bạn đó chỉ giùm Ngọc cái làm sao để có thể đi về cái khách sạn, chứ bên đây người ta không có nói tiếng Anh các bạn. Trời đất ơi quán già luôn. Ông nội ơi, hên là nhờ cái bạn đó. Thật sự là rất là may mắn luôn á. Đi Nhật là phải biết tiếng Nhật các bạn, chứ mấy nó hơi bị khó khăn chút. Bây giờ tiền không biết đường xài tiền luôn. Tiền này cái dòng học ngày này Ngọc đôi chắc đưa các bạn coi chứ không phải Ngọc khoe nha. Ngọc đâu có biết nhiêu đâu khoe. Đây đây. Đổi tiền nè. Đó đổi tiền Nhật đó. Rồi cái hả đó chồng Ngọc luôn nè. Đây đi mua đồ ăn. Đi mua đồ ăn, mua cà phê Starbucks. Có biết đường tính tiền đâu. Thấy cái số hiện lên cái Ngọc đưa Ngọc đưa tiền ra. Bạn muốn lấy nhiêu bạn lấy, chứ mình là chị mình không mua. Rồi bạn nó bạn lấy nhưng mà Ngọc tin tưởng tại vì Ngọc không nghĩ là người ta sẽ lừa dối mình đâu. Người ta như vậy người ta sẽ làm mất hình tượng cái đất nước của người ta. Thì đây Ngọc đang ngồi dưới đất nè, xong đu đơ các bạn ơi, vui quá. 7 tiếng đồng hồ quá đúng luôn. Đó đây nè mọi người đang xếp hàng để chờ xe bus nè các bạn. Hiện tại bây giờ cũng không có lạnh gì mấy các bạn, không có lạnh. Thì đây nè mọi người ơi, hồi nãy là Ngọc với chồng Ngọc có một tiếng đi xe bus rồi. Nhưng mà xuống tới cái trạm này thì không có biết là sẽ đi tàu lửa hàng xe điện ngầm sao hết thôi. Còn có nửa tiếng đồng hồ nữa tới khách sạn à, nên là bắt taxi đi luôn. Thì các bạn coi bên trong chiếc Uber nè các bạn.
Đẹp chứ sao không? Đẹp quá. Yeah, đẹp quá. À, từ đây cho tới cái khách sạn của Ngọc sẽ là cỡ khoảng 30 đô la và cỡ 700.000 tiền Uber á. À, cái bạn kia nói taxi ở Nhật Bản rất là mắc luôn. Thì cái phương tiện mà người ta đi chính ở đây là xe bus với lại tàu lửa. Hồi nãy trên nó Ngọc ngủ được một giấc rồi. Bơ phờ luôn các bạn. What do you think about Uber? Uber the chair seating very comfortable. Yeah, very comfortable vehicle, yeah. Cái ghế ngồi này kia họ được chà bá luôn, ngồi đã các bạn. Thì thôi xin mời các bạn cùng theo chân Ngọc đi tới cái khách sạn của Ngọc nha. Quên nữa các bạn, cái Ngọc mới để ý ở đây nè, cái anh mà chạy Uber ở đây á, mặc đồ vest luôn, giống như là người đi làm công sở vậy đó mà chạy Uber thôi. À với lại một điều nữa, người lái xe ở bên phải, chứ không phải là ở bên trái, lái xe là ngồi cái vô lăng ở bên phải luôn. Thank you. Check in hotel xong rồi bây giờ hai vợ chồng sẽ đi ăn. Này là rất là gần cái chỗ ở luôn các bạn. Đây nè, đó. Trong đây là có bán những loại mì này á. Các bạn thì chồng Ngọc với Ngọc để vô cái tiệm này rồi, tự nhiên Ngọc vừa bước vô cái có bạn kia kêu chị Ngọc ơi, chị Ngọc phải không? Tại gặp được một người Việt Nam ở đây rất là vui luôn các bạn. Cái menu không biết kêu gì á, để một chút nữa Ngọc nói cái em mà coi cái video của Ngọc sẽ giới thiệu cho Ngọc là cái món gì Ngọc thích. Bây giờ Ngọc cần ăn đồ có, cần ăn đồ có nước để có thể tắm bụng. Để hỏi bé đó. Bạn, đây là cái bé mà người Việt Nam mà mới vô rồi. Em coi chị đâu chưa? Em coi chị đâu đó, hôm bữa chị lai khi mà chị là người Việt Nam xong chị đi Tokyo á. Chị xin vào em nhìn chị nói là chị ơi đi Tokyo đi, em muốn gặp chay. Cô lẹ hả? Em vô ta đã có gì? What's in this? Chồng chị muốn cái này nè, chồng chị muốn cái này nè. Cái này là cái sáng có cơm nữa, anh nhớ anh con. Có một cơm à, có một cơm. Chị ăn hai mai, khi kêu ra hai đĩa này thôi. Cái này nhiều quá. Chỗ này là một dĩa thôi. Is that pork or? Ở trong là thịt bò. Nó còn theo nhưng mà không có nhiều lắm. Pork, okay. I'd like this with the chicken. Với lại gà chiên nữa. Nếu như mà cái set này thì sẽ có cơm với lại một trong hai cái này. Hoặc là chị ăn riêng thì ăn một cái này với lại cái thăm thì không có dạng. Cái này ba cục. Cái nào nó tiện gọi cho em hết. Bây giờ em bấm cho chị một cái này với lại một cái này. Hi, mawanai shimasu. Mì ra mình giới thiệu chị có cái nào không? Mì không biết luôn. Sao ạ? Chưa ai ạ? Em ăn ở đây cháu cáp. Phải không? Vì suyu chị dọc của Nhật, còn là miso, cái sốt miso này cũng được. Nhiều năm. Không hành nhé. Em quên luôn. Em ở gần đây không? Đi làm xong mình đi tạm tiếng nào vậy? Ok chị ấy vậy là được đó. Em tên gì á? Em tên Vinh. Chào Vinh. Chào. Em Nam đấy. Ừ, Nam là ai? Cái bé để lòng nó là ai? Anh Nguyễn. Nguyễn Nguyễn. Có đường dễ sợ. Các bạn ơi, tôi ngủ Ngọc ra rồi nè. Mì hai lát thịt. Ba lát thịt mì ở Nhật Bản đơn giản các bạn, ít thịt lớn còn chủ yếu là mì với lại cái nước rồi. Bé nó kêu Ngọc bỏ vô thêm tiêu gì đó, ăn nó mới ngon. Với lại nó kêu bỏ giấm bỏ đồ rồi kia các nọ vô, nhưng mà thử cái nước thử coi sao rồi. Chahao mori no yakuzama, chahao mori desu.
Cái nước mặn mặn, cái nước hơi đặc đặc, nước phải mô đặc đặc sạch, thơm mùi, thơm mùi xương, xương. Thịt rất là thơm luôn. Cái này là giấm. Để cho giấm vô tụi tôi cho. Đây là phần gà của chồng Mộc nè. Okay. Try the chicken. Sai. Meal. Good. Pretty good, yeah. Ngon. Yeah, take a bite in a couple of minutes when it's cooler. Nóng quá trời nóng luôn nhưng mà ngon các bạn. Đây nè mọi người ơi, thì sau khi mà ăn xong tô mì thì Ngọc với chồng Mộc đã trở về phòng rồi mọi người. Rất là gần cái chỗ khách sạn Ngọc luôn. Thì Ngọc sẽ xin kết thúc cái video clip ngày đầu tiên ở Nhật Bản tại đây nha mọi người. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này và hãy chờ đón xem những cái video clip tiếp theo nha mọi người. Chào tạm biệt tất cả mọi người.